Em lưu ý á là cái bầu này nè, nó càng ngắn á thì là hơi thoát ra càng nhanh. Anh em lưu ý ha, bầu này càng ngắn nè, bầu nó có một đoạn chút xíu vậy thôi nè, thì hơi nó thoát ra càng nhanh. Hành trình hơi nó thoát ra càng nhanh thì xe em đi sẽ càng bốc ha. Dài quá thì cũng tốt đâu, dài quá thì cái hơi nó sẽ là chậm hơn. Đó, mình đi không xe mà không có lanh bằng những xe khác ha. Chào anh em, đây Scrambler Shop. Lâu quá mới gặp lại anh em nha. Đầu năm mới chúc anh em gặp nhiều may mắn và thuận lợi trong công việc. Mình nhất là công nợ mình sẽ suôn sẻ cả năm. Đòi là có, đòi là có. Rồi, hôm nay thì mình giới thiệu anh em là cây bô Monkey đã móc ù cho 54 và 4 van nha. Đây, cây bô này mới 100% luôn. Và mình móc ở bên Dũng Bô Bình Thạnh, mới ken luôn, gỗ inox. Máy mình đang 4 van nha anh em, kỳ đẹp luôn. Nó lên xe là rất đẹp luôn anh em, thấy không? Lên xe là cực kỳ luôn. Ngầu lòi, bảo đảm anh em Sài Gòn này không có chiếc thứ hai đâu nha, bảo anh em luôn á. Đẹp không? Cái này là giữ zin này luôn nè, cái lỗ này giữ zin này luôn. Mình yêu cầu giữ zin cho mình, không có làm dài nữa ha, tầm như vậy được rồi. Em lưu ý á là cái bầu này nè, nó càng ngắn á thì là hơi thoát ra càng nhanh. Anh em lưu ý ha, bầu này càng ngắn nè, bầu nó có một đoạn chút xíu vậy thôi nè, thì hơi nó thoát ra càng nhanh. Hành trình hơi nó thoát ra càng nhanh thì xe em đi sẽ càng bốc ha. Dài quá thì cũng tốt đâu, dài quá thì cái hơi nó sẽ là chậm hơn. Đó, mình đi không xe mà không có lanh bằng những xe khác ha, thì bầu này rất là ngắn nè anh em, thấy không? Bầu một chút xíu thôi, nó rất là ngắn luôn nên là hơi ra cực kỳ nhanh đó. Không là mình nghiên cứu sao mà mình lên cái xe là cái nó song song lại cái sườn á, cái bô nó song song với cái sườn á, rất là đẹp luôn ha. Nó không có xỉa xỉa lên, nó song song lại cái sườn, nó nhìn rất là đẹp, nhìn rất là hài hòa, đẹp anh em, rất là độc luôn á. Chưa đây nè, ai ngồi sau lưng sao rồi để cái chân này là khỏe luôn nè, không có sợ gì hết luôn đúng không? Rất đẹp luôn nha anh em, độc và đẹp nữa. Rồi giờ mình test tiến bộ cho anh em xem nha, mình quay bằng máy chuyên dụng nha chứ không phải quay điện thoại, và quay với tầng hầm nên là âm thanh nó rất là chất nha và rất là thật nha. Để nhận những video mới về các loại bình xăng con, vui lòng đăng ký kênh và chọn tất cả. Đây là Scrambler Shop. Xin chào và hẹn gặp lại.